anh chị em khách hàng nha. Hôm nay thì này điện máy kiến tạo có hai cái máy hút bụi cũ nha, hai hen á, máy hai hen máy dùng rồi á, vẫn còn tốt nha. Đó, máy cầm tay một máy cầm tay. Hai máy màu đỏ rất là đẹp luôn. Dây bên đây là có một cái dây thôi đó, có dây như vậy nha. Thì gì hút xe, hút xe ô tô rồi đấy. Hút xe ô tô rồi, cái này thì hút nhẹ nhẹ cũng hút ô tô được, hút bàn phím laptop, hút gara đệm giường, hút sofa rồi. Cái này nhẹ 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 cầm tay 1000W nha. Đó, máy này thì rất là nhiều bộ kiện nè, rất là nhiều đầu để các anh chị thao tác nha. 1 2 3 4 5 6 cái đầu luôn. 1 1 2 3 4 5 6 này, 6 đầu cộng với cái này nè. Cái này để nấu vô nha, là ba cái đoạn gấp khúc này nè, để nấu vô. Chị làm theo cái yêu cầu của mình, làm hút cái gì đó thì nấu vô cho nó phù hợp. Đó. Rồi. Rồi đó như thế này nha. Anh chị mở cái này đổ bụi thì có cái lẫy chỗ này, mình bóp vào đây, lấy ra thôi. Khi mà hút thì bụi vô đây. Đó như vậy nha. Đó, bắt đầu có một cái ống mềm này. Vậy nha, máy chạy cũng mạnh, rất là mạnh đó. Hút đầu này, đầu xả ra nè, phía sau là xả, phía trước là hút nha, rất là mạnh luôn. Cái này dùng rất là tiện, cầm tay rồi nó rất là tiện luôn, tháo vệ sinh cũng rất là dễ dàng luôn. Máy này em để là anh chị là 250 nha, nguyên một cái bộ này, nguyên cái set như này là 250, chưa bao gồm cái ship nha, chỉ có 250 mà nguyên cái máy hút bụi như này nha. Nhắc lại là 250 nha, máy 1000W, hút thổi luôn. Rồi, mọi cái máy tiếp theo là cái máy này. Đó, cái máy này là chỗ này là cái hộp đựng bụi của nó nè. Máy này thì em để cho anh chị là nguyên cái set như này là 450 nha, chưa bao gồm cái ship. Ship thì cũng rẻ thôi, cái này cũng, là, cũng nhẹ thôi, không có nặng đâu. 450 nguyên một cái máy như này nha. Anh chị phải hút ra ô tô rồi, hút cái gì thì tùy mình, hút trong nhà nhẹ nhẹ nhẹ. Nó thiết kế rất là đẹp luôn. Tay thì bỏ xuống đây là cái lại đi luôn. Có bên xe để kéo luôn, di chuyển, di điện thì chúng ta quấn vào đây. Rồi chỗ này có một cái núm để chúng ta khởi động máy nha. Rồi bắt đầu thử nè, thử luôn cho quý anh chị em khách hàng xem nha. Đó. Máy bụi vô đây nè, bụi vô đây chạy rất là mạnh nè. Rồi máy này 450 nha. Rồi quý anh chị em nào cần thì liên hệ mình, số điện thoại mình để trên tiêu đề luôn nha. Rồi ok, có gì thì inbox trên kênh YouTube, nhớ nhấn like, share và comment bên dưới để ủng hộ kênh của mình nha. Rồi ok, tạm biệt.